Hey, không biết dạo này idol máy đạp Go VC làm sao ta? Từ khi chuyển sang đầu quân cho thương hiệu cầu lông Felix của Malaysia nè, rồi sau đó lấy vợ nữa nè, không biết giờ còn đặt cầu mạnh được như xưa không các bạn? Wow, còn chiến lắm các bạn ơi. Nhưng mà không biết á, để mà đập mạnh được như vậy thì GoVCM nên đánh cây vợt cầu lông gì của hãng Felix ta? Hay, phải chi bây giờ mà có một điều ước á, thì mình sẽ ước là mình được trải nghiệm cái cây vợt cầu lông của GoVCM đang đánh các bạn. Không biết nó có ngon không? Ha ha ha, vì con là một reviewer cầu lông chân chính nên ta đã nghe được tiếng gọi lòng của con. Ha ha ha. Ông là ai? Ở đâu hiện ra mà nhìn thấy ghê vậy? Cái thằng có gì đâu mà thấy ghê. Ta chính là thần mền đây. Đáp ứng nguyện vọng của con, ta vừa bay qua Malaysia chơm cây vật của GoVC để được con mượn đây. Đây, nhận lấy đi. Wow, nhìn ông ghê ghê nhưng mà tốt bụng dữ ta. Wow, nhìn tổng thể cây vợt này mình thấy là có màu xanh chuối phối màu xám, là đúng là cây vợt của GoVCM đang sử dụng rồi các bạn ơi. Thì tên đầy đủ của cây vợt này là Felix Woven TG Power nha các bạn. Do ông thần mền á, ổng cho mình mượn cây vợt này là ổng qua ổng chơm của GoVCM, nên chính vì vậy cây vợt này nó đã đang sẵn lưới luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ không sử dụng cái máy đo chuyên dụng mình đo cho các bạn được, bởi vì nó không chính xác. Để sau này Vinbee có về hàng thì mình sẽ lấy mình đo cho các bạn xem sau nha. Thì ở đây khi mà nhìn vào cây vợt mình thấy là thông số của chúng ta có là điểm cân bằng là 295 cộng trừ 2mm, là một cái điểm cân bằng nằm ở mức hơi đằng đầu ha. Thì như các bạn biết trước nay GoVCM thường đánh những cái cây vợt có điểm cân bằng dao động từ mức 290 đến 295, như là xưa là đánh cái cây Yonex Axaber 11 đó. Thì cây đó là cũng là điểm cân bằng nằm ở mức là 290 đến 295, hơi nặng đầu thôi. Rồi, thứ hai á, là khi nhìn vào đây mình thấy là cái sức căng tối đa cây vợt này có thể chịu được là đến nó đứng hình luôn các bạn, 42 lbs. 42 lbs tính ra là 18-19kg các bạn ơi. Xưa giờ trong đời mình lần đầu tiên mình cầm cây vợt có thể chịu căng được tới 42 lbs luôn. Thì cây này siêu bền luôn các bạn, vô đấu kiếm là khỏe re luôn. Và cuối cùng mình thấy có thêm một cái thông số nữa, đó chính là cái độ cứng đủ của vợt là nằm ở mức trung bình cứng nha. Đây, cây vợt này máy u ta. Ôi, cây vợt này nó không show ra cái trọng lượng của nó là máy u các bạn ơi. Nhưng mà mình cầm vào mình nghĩ là cái cây này sẽ bao u, bởi vì trước này các bạn biết GoVCM anh ta vẫn thường đánh những cái cây vợt bao u, điểm cân bằng là hơi nặng đầu một chút thôi. Chào anh. Hi. Với cương vị anh thấy em là đang đánh cái cây Victor Jetspeed S12, là cái cây này cũng khá là hot nha các bạn. Thì em đã sau khi mà em đánh trải nghiệm xong cái cây Felix Woven TG Power này á, thì em có cảm nhận như thế nào về cây vợt này hiện đang được GoVCM sử dụng? Rồi, ok. Chào anh Phương và mọi người nhé. Thì hôm nay mình có cơ hội được trải nghiệm cây vợt này. Mình không đọc rõ tên nhưng mà biết là cây vợt này cho mọi người. Rồi, trước tiên thì mình giới thiệu về mình trước. Thì lực tay của mình không quá mạnh, nên là mình thường sẽ ưu tiên những cây vợt mà nó hơi nhẹ một tí, nó thuộc dạng cân bằng. Thì bản thân lực không mạnh nhưng mà lại thích đập, nên là mình lại chọn những cây cân bằng để cho dễ đập. Nó không quá là nhẹ tới mức mà không đập được, mà nó cũng không quá nặng tới mức mà mình không cầm nổi. Thì cây này cũng là một ví dụ như vậy. Nó cũng thuộc dạng cân bằng theo mình cảm nhận, nhưng mà nó đập khá là tốt mọi người. Nó cái sức đập của nó khá là ok, và mình cảm nhận được là khi mà phản tạc nó cũng tốt, phòng thủ cũng tốt. Thì nó thiên cho mọi người mà những ai mà lực không quá mạnh nhưng mà lại thích trải nghiệm hết từ đập, từ phản tạc, từ phòng thủ, thì cái vợt cân bằng này khá là ok. Cảm nhận mình đánh khá là tốt và bắt lưới cũng ổn. Cái em là công thủ toàn diện đúng không? Công thủ toàn diện. Rồi, ok. Cảm nhận đầu tiên khi em cầm vào là cảm giác rất là nhẹ, mặc dù cây này là cây vợt rất bao u và tốc độ vung của nó rất là nhanh. Nó khá giống với cây vợt AX11 của Yonex. Nên nếu các bạn mà muốn có cạo sử dụng các cây vợt cân bằng thì mình khuyến khích cây vợt này cũng là
một lựa chọn rất tốt. Còn riêng với bản thân mình, cái cảm nhận đầu tiên khi mà cầm vào cây vợt Felix Woven TG Power này thì nó rất là dễ chịu các bạn, rất là nhẹ nhàng luôn đó. Thì mặc dù cây vợt của chúng ta có trọng lượng là 3 ô, nhưng mà mình nghĩ là cái điểm cân bằng của vợt là khoảng 290 thôi, thay vì thông số là 295 như nhà sản xuất đưa ra. Và cái độ cứng đũa của vợt mình thấy là cũng nằm ở mức trung bình thôi. Các bạn có thể thấy là mình bẻ nè, khá là dẻo thay vì trung bình cứng. Bước vào sân đấu ở những cái quả giao cầu đầu tiên, những cái quả phong cầu á, thì cái cây vợt này phải nói là cây vợt siêu trợ lực luôn các bạn đó. Mình chỉ cần mở cái tay mình ra, mình cuộn nhẹ cái cổ tay thôi là cái quả phong cầu nó có thể bay cao sâu và đi đến cuối sân bên kia luôn. Rồi, và tiếp theo là đi sâu hơn về cái cảm nhận đánh. Thì đầu tiên là ở cái phần tấn công, thì cái cây vợt này mình sẽ cho nó ở mức là 8/10 các bạn nha. Đầu tiên là với cái quả đập cầu cuối sân, thì cái cây vợt này do nãy mình nói là nó trợ lực khá là tốt, nên ở những cái quả đập cầu cuối sân á, bạn đập cỡ nào cái quả cầu chúng ta nó cũng có một cái lực bộc phát nhất định hết á, bởi vì nó có cái đũa trợ lực rất là tốt à. Và ngoài ra thêm một cái nữa là cái mặt khung chúng ta, bạn thấy nè, thiết kế cái khung vợt rất là to luôn, nó to như những cái cây 88 Pro luôn các bạn đó. Với cái phần cuối khung nè thì nó được thiết kế theo dạng là chữ V nè, xong nó bo tròn ra, nó càng mở rộng thêm cái mặt khung, nên cái cây vợt này á, khi mà mình sử dụng mình đập cầu, lỡ khi các bạn đánh nó hơi lệch á, thì vẫn đảm bảo được cái lực bộc phát ra, nó có một cái lực nhất định luôn. Chứ không phải là như những cái cây mà cứng hoặc là siêu cứng hoặc là cái khung nhỏ, thì khi các bạn đập lỡ mà nó lệch cái tâm giữa thì cái quả cầu chúng ta sẽ kêu tạch 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 và không có đủ lực á. Thì cái cây này mình thấy là vô tay á, đập cỡ nào nó cũng ra lực hết các bạn đó, đập rất là thích. Và đó là ở cái quả đập cuối sân. Tiếp theo là ở những cái quả đập nhồi á, thì cây vợt này đập nhồi không ngon các bạn, do là cái vợt có thiết kế đũa dài á. Đó, thì khi mà các bạn đập cầu cuối sân xong đi, bên kia họ bung lên giữa giữa, thì các bạn nhồi tiếp á, thì cái cây vợt này mình thấy là do là cái đũa dài á, khi mà các bạn đập xong quả đầu tiên á, nó cần thời gian để nó phục hồi á, thì khi mà các bạn đập nhồi tiếp thì cái cây này nó hơi bị chậm, kiểu nó hơi bị chậm á, thì các bạn nếu mà nhồi tiếp liên tục á, thì khả năng anh em chúng ta đập ra cái quả cầu nó ao rất là cao ha. Thì tiếp nếu mà với bản thân mình á, thì mình khuyên các bạn khi mà đập cái quả cầu cuối sân xong á, thì bên kia họ bung lên có hơi non thì anh em chúng ta đập gõ luôn. Đó, bên kia họ bung lên tiếp thì chúng ta phong lên đánh bền lại tiếp, thì cây vợt này sẽ đánh ok hơn so với đập nhồi liên tục, cái khả năng cầu ao rất là cao. Thứ ba là ở cái pha đập cầu gõ, thì cái pha đập cầu gõ với cái cây Felix Woven TG Power này á, thì nó cho bạn đập ra cái quả cầu gõ khá là tốt các bạn. Thường thường những cái cây đập cầu gõ tốt là những cái cây vợt cân bằng các bạn đó. Khi mà các bạn đập gõ thường các bạn sẽ đập cổ tay nhiều đó. Khi mà bên kia họ bắn qua thì chúng ta chấp thời cơ chúng ta gõ luôn. Thì cây vợt này mình thấy đáp ứng khá là tốt. Và cuối cùng, cái ưu điểm mạnh nhất về cái phần đập cầu của cây vợt Felix Woven TG Power này, theo mình cảm nhận là nó ở những cái pha cầu chúng ta đánh thuận tay các bạn nha. Thì những cái pha đó thì cái cây này đáp ứng rất là tốt các bạn. Cái lực bộc phát của nó, như mình nói, cây vợt này nó có độ trợ lực khá là tốt. Và khi mà đánh ở những cái pha thuận tay, cái độ trợ lực của cây vợt này cực mạnh luôn. Đập ra là nghe cái ành liền, bên kia là họ cực kỳ bất ngờ ở những cái pha cầu mà mình sử dụng cây vợt Felix Woven TG Power này mình đập. Thì tổng kết lại, cái cây này mình thấy là đập khá là ngon, nhưng mà đập nhồi thì khả năng cầu ao cao nha các bạn nha. Qua cái phần thứ hai là về phần phòng thủ, thì cái cây vợt Felix Woven TG Power của chúng ta mình đánh giá là cái phần phòng thủ nó không ngon, khoảng 7/10 thôi. Thì do nó có thiết kế đũa dài á, bên kia mà họ đập cầu qua các bạn phòng thủ á, thì cái vợt chúng ta nó cần có thời gian rồi chúng ta cây vợt nó mới tiếp xúc quả cầu và nó đưa quả cầu đi lên được đó, thì nó hơi chậm đó. Khi mà bạn bung mà bên kia họ đập nhồi liên tục á, cây này bị yếu cái là bên kia họ đập nhồi liên tục á, bạn thủ rất là đuối, cái đũa vợt nó dài quá, nó không kịp để các bạn xây chở trên sân đấu ha. Và ngoài ra thì ở những cái phần đánh phản tạc đồ này nọ thì cây này đáp ứng cũng được thôi các bạn ơi, thật sự là không quá ngon. Và cuối cùng chốt lại thì cây vợt Felix Woven TG Power này mình thấy đây là một cái cây vợt hỗ trợ người chơi rất là tốt ở cái phần đập cầu, nhưng mà bù lại thì thủ cầu rất là đuối. Như các bạn thấy là GoVSim khi mà sử dụng cái cây này, anh ta có những cái pha đập cầu rất là y lực luôn. Nhưng mà khi mà đánh lưới, nếu mà các bạn để ý GoVSim đánh lưới thì thường anh ta chỉ gạt lưới thôi, rồi bên kia họ bung lên anh ta đập tiếp, chứ thường ít đánh tạc nhiều như là Kevin Sukambucho rồi này nọ. Thì đó cũng là cái lối đánh là thiết kế nên cái cây vợt này ha. Thêm một cái nữa là cây vợt của chúng ta là nó khá là giống so với cây Acerbo 11. Như bạn Huy của nhận xét thì cây này mình đánh mình thấy là khá là giống các bạn. Nhưng mà thêm một cái điều bất ngờ trên cây vợt này, đó chính là cái sức căng tối đa nó có thể chịu được là đến tận 42 LPS luôn. Các bạn không nghe nhầm đâu, 42 LPS là một cái sức căng siêu cao luôn các bạn nha, 18-19 kg hả, nên là cái khung này rất là chắc. Nếu mà các bạn đang đánh cây Acerbo 11 mà chúng ta đánh gãy Acerbo 11 cái phiên bản 3U á, thì chúng ta đánh gãy quá là nhiều bởi vì cái khung vợt nó rất là yếu, thì mình nghĩ là cái cây vợt Felix Woven TG Power này là một cái offer mới cho các bạn lựa chọn. Thì cái cây này thật sự là đánh rất là ngon, khá là ngon dành cho những các bạn yêu thích
khi mà đang sử dụng cái cây Ansaber 11 mà chúng ta muốn chuyển sang một cái dòng vợt mới có độ bền hơn nha. Rồi, và đó cũng là bài đánh giá của mình về cây vợt đang được cái cầu đập GoVSim sử dụng, hay gọi là thần búa GoVSim á, Felix Woven TG Power. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye.